Khả Như xin chào quý vị độc giả của Sao Star. Khả Như cảm thấy rất là vui khi mà có thể ngồi đây trò chuyện cùng với quý vị vào những ngày mà cuối năm 2023 và chúng ta cùng đón 2024 sắp tới ạ. Dạ, xin chào chị Khả Như. Thì không biết là sau khi nhìn lại 365 ngày của năm cũ thì chị thấy là cảm xúc của bây giờ của mình bây giờ có gì đặc biệt? Bồi hồi chứ. Cái cảm giác mà thế là thấm thoát một năm con mèo đã qua, và một cái năm mà nó có rất là nhiều sự kiện, và cũng giống như là Như cũng trải qua rất là nhiều công việc, những cái dự án, và nó làm cho Như cảm thấy rất là bồi hồi vì chúng ta đã đồng hành với nhau thêm một năm nữa rồi. Nếu mà được dùng hai từ để mô tả về năm 2023 của chị Như á thì chị sẽ dùng từ nào? Hai từ để mà có thể diễn tả cảm xúc của Như sau một năm trôi qua đó là trọn vẹn và hài lòng. Khi mà nhìn lại những gì mà mình đã đạt được trong năm vừa qua thì chị có cảm thấy nuối tiếc điều gì hay không? Với Như ít khi nào mà nuối tiếc một cái điều gì, mà khi mà nếu như mà nó trải qua và nó đã qua rồi á, Như ít khi nào có nuối tiếc lắm. Và Như chỉ cảm thấy là mình biết ơn vì những thứ đã qua. Nó cho Như rất là nhiều thứ. Sự thất bại thì nó sẽ cho mình cái kinh nghiệm, nó giống như mọi người hay nói vậy đó. Và cái khi mà sự thành công nó lại cho mình thêm một cái động lực để mà cố gắng. Nên Như cảm thấy là tất cả những thứ xảy ra trong cuộc đời này á, nó đều là hữu duyên. Nó đến thì chắc chắn nó phải đến thôi. Vậy thì chị hãy chia sẻ về những cái cảm xúc của mình về cái Tết trong suy nghĩ của chị Như có gì đặc biệt. Tết mỗi năm với Như là nó khác hoàn toàn luôn, và cho đến thời điểm này cái Tết với Như nó khác. Mỗi Như là một người rất là thích Tết, cực kỳ thích những ngày lễ, thích Giáng sinh, thích Tết. Tết là một cái cơ hội đấy mà Như có thể làm nhân tiện mà mình có thể bớt đi làm lại để ở nhà với gia đình. Nhân tiện mình có thể cùng cha cùng mẹ nấu những bữa ăn ngon. Nhân tiện mình có thể cùng quây quần, và đây là một cái cơ hội mà bày một đống đồ ăn ra và để tôi ăn từ sáng tới chiều. Và nó cũng là một cái cơ hội để mà cho mọi người cảm thấy là chuyện cũ mình bỏ qua và mình đón nhận những chuyện mới. Như rất là thích Tết. Và năm nay là một cái năm, nó lại là một cái năm tuyệt vời hơn với Như nữa. Đó là mình, năm ngoái thì Như đã đón phụ huynh lên rồi, và năm nay là một cái năm mà ăn Tết trọn vẹn tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì vừa cha mẹ vừa ở nhà, vừa ăn Tết cùng với Như, và Như lại được quay trở lại sân khấu để mà có thể gặp được những khán giả yêu thương của mình ở sân khấu mỗi đêm mỗi mùng. Như cảm thấy hạnh phúc. Dạ, thì không biết cái việc đón Tết khi mà ba mẹ ở dưới quê so với đón Tết khi mà mình đã rước ba mẹ lên rồi á, có gì khác biệt đối với chị? Khác chứ, tại vì nếu như mà cha mẹ ở quê á thì chị phải như phải về nhà vào ngày 20 mấy Tết để mà canh nha, canh, tại vì nhiều khi kẹt xe mình không có về được đúng cái giờ, nhiều khi đi từ sáng tới tối mới về được, tại vì ai cũng về quê hết. Nhưng bây giờ thì Như không cần phải chọn ngày chọn giờ để mà lái xe xa nữa, mà chỉ cần chạy thẳng về nhà với cha mẹ thôi. Và điều đặc biệt hơn nữa đó là cha mẹ của Như á, ở đâu có con mình thì ở đó có Tết, thì Như cũng ngược lại, ở đâu có cha mẹ mình thì ở đó có Tết. Thành ra gia đình của Như là hiện giờ những cứ mong tới Tết để mà có thể quây quần với nhau. Không biết là vào dịp Tết thì gia đình chị có những cái hoạt động gì ạ? Như bình thường. Có thể là cha mẹ sẽ đi thăm ông bà, bạn bè, tại ông bà thì mất rồi nên chỉ còn có bà ngoại thôi. Rồi họ hàng, hoặc là có thể ở nhà để mà xem tivi, tại vì chương trình Tết lúc nào cũng hay hết. Rồi đọc báo, rồi ở nhà đón khách tới nhà chơi, rồi cùng xem phim, kiểu vậy thôi, đơn giản. Để có được những cái phút giây xung vầy như hiện tại á, thì không biết là cái Tết trong tuổi thơ của chị Như á, có gì đáng nhớ? Đối với Như á, cái Tết nó phải đẹp như thế nào để mà tới bây giờ Như vẫn thích Tết. Cứ gần Tết á, làm cái ấn tượng Như đó là mình sẽ sắm được 3 bộ đồ Tết để mà mặc mùng 1, mùng 2, mùng 3. Thì nhớ cái năm đầu tiên mà mình hiểu được là Tết là sẽ được mặc đồ mới á, thì bắt đầu tính mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì sẽ mặc được 3 bộ. Nhưng sau đó khi mình lớn lên rồi một chút thì mình mới nhận thức ra là một ngày phải 2 bộ. Tại vì sáng tới trưa tới chiều tối mình phải thay một khác mình đi chơi. Thành ra năm sau phải rút kinh nghiệm đó là phải 6 bộ. 6 bộ cho 3 ngày Tết. Rồi sau đó khi mà mình lớn hơn một chút xíu nữa là mình phát hiện ra mùng 4 là mình mới là cái mùng đi chơi. Còn mùng 1, mùng 2, mùng 3 là có mặc đồ đẹp thì cũng ở nhà thôi. Nên thành ra mùng 4, mùng 5, mùng 6 mới là đi chơi. Thì thành ra là 7, 8, 9, 10, 10 thì Tết phải là 10 bộ đồ. Sau đó cho đến thời điểm này thì
chưa bao giờ sắm đồ Tết nữa. Tại vì cả năm cứ sắm đồ để đi diễn suốt, sắm tới Tết là cái thời gian mà mình có thể ngừng sắm đồ và mặc lại những bộ đồ cũ trong năm. Sau này khi mà lớn lên rồi, Như vẫn giữ một cái thói quen đó là sẽ sắm những cái bộ đồ để mùng 1 mặc. À, hợp với màu nào, mùng 2 sẽ mặc đồ gì, rồi nếu như mà ngày hôm đó mình đi đâu thì mặc đồ gì, sẽ sắp xếp những cái bộ đồ nó mới. Rồi đó, là sắm mấy bộ đó thôi đó. Chị Khá Như là quê đó không? Chị quê Hậu Giang. Quê Hậu Giang, Tết ở miền Tây á, mà hồi xưa nữa chắc là vui. Nhiều điều thú vị đúng không chị? Đúng rồi, có mai nè, còn nhớ là hồi nhỏ là còn có pháo nữa. Có pháo, có mua lân, y đùng gì đó. Rồi á, Như nhớ là nhà Như hả, có một cái tràng pháo nó to mà nó bự vậy nè, mà nó theo tháp vòng vậy nè. Cái Như nhớ mà hồi lần mà cha quyết định cha lấy ra cha đốt á, trời ơi hả, cả xóm bung lại thiệt, bung Như nhớ là hả, rất là lâu mới hết cái tràng pháo đó. Và đó là cái tràng pháo cuối cùng Như thấy luôn. Tại sau đó mình không có đốt pháo nữa. Trong ký ức của Như á là những ngày Tết nó dễ thương dữ lắm. Mai đào thường mùng 1 thì sẽ không có ra đường, nhà ai nấy ở, chứ không có qua sợ kỵ tuổi kỵ này kỵ nọ. Rồi sau đó ở nhà ăn uống, rồi bắt đầu chiều rồi bắt đầu mình mới lặng lặng ra đường. Ồ, gặp bạn gặp bè được xíu. Nói chung là nhà của Như thì cha sẽ gói giò thủ để ăn, chứ không gói bánh chưng bánh tét, chỉ gói giò thủ để ăn thôi. Nên năm nào cũng vậy, như thường lệ nó là như vậy. Ngoài gia đình của chị Như thì những gia đình trong bà con dòng họ thì có đông anh em không? Có xung vầy rồi không? Không, tại vì gia đình chị ở xa. Có người ở nước ngoài, rồi có người ở Hà Nội, có người ở Huế. Nên thành ra, và thời gian cũng không có gần nhau nữa, nên thành ra cũng không có xung vầy những ngày Tết, thì chỉ có xung vầy những cái ngày khác thôi. Còn Tết thì nhà ai nấy ăn, vậy chị ai gọi điện về họ hàng, FaceTime nói chuyện nhiều khi 2-3 tiếng cha nói chuyện suốt vậy đó, cứ để điện thoại nói chuyện với họ hàng. Như thấy đó là cái điều mà nó giống như một truyền thống gia đình vậy. Xưa thời nhỏ thì Tết á, thì thường thì cứ đưa hết sở thích những phong bao lì xì, thì chị Như chắc cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Đúng rồi, Như thích lì xì, Như thích lì xì lắm. Nhưng mà lớn lên càng lớn càng ít, càng lớn thì mình càng tốn tiền thì mình phải lì xì. Với lại á, trời, cái cảm giác một ngày đẹp trời mình, một cái Tết mình phát hiện ra tất cả mọi người đều nhỏ hơn mình. Trời ơi. Và mình phải lì xì ngược lại cho gia đình của mình. Lúc đó mình biết là mình đã lớn rồi, mình thì Như cũng sẽ giữ. Và thường á, là những ngày này Như sẽ chuẩn bị bỏ tiền vô bao lì xì, và Tết sẽ cầm một cọc lì xì để lì xì. Tại vì đối với Như cái lì xì nó là cái may mắn. Như hiểu cái cảm giác mà hồi nhỏ mình thích được lì xì, nên Như ra đường mà Như đến nhà ai mà Như gặp nít á, hay mấy bạn nhỏ hơn mình là Như sẽ lì xì. Bởi vì Như hiểu là cái cảm giác mà mình nhận được cái phong bao lì xì từ một cái người, nên nó cảm giác nó đã lắm. Sẵn mình đang nói cái câu chuyện lì xì ở đây thì sẵn hỏi luôn. Thì hồi xưa, ví dụ như hồi xưa mình chỉ cần lì xì 5 đồng, 10 đồng trong cái phong bao bao nhiêu thì không quan trọng đó. Nhưng mà thời nay thì đâu đó những cái bạn trẻ, những cái bạn nhỏ thì kiểu người vừa lì xì xong mà các bạn khui bao ra ngay là chích xong luôn á. Thì chị có suy nghĩ gì về cái điều này? Chị chưa bao giờ suy nghĩ về cái chuyện mà một bạn nhỏ sẽ mở ra coi trong đó có bao nhiêu tiền. Tại vì thật ra nó là cái quan điểm riêng của mỗi nhân vật, mỗi người rồi. Còn chị á, tại vì chị cũng gặp những bạn là họ rất là quý, bởi vì cái phong bao lì xì đó đến từ Khả Như, cái phong bao lì xì đó đến từ cái người mình rất là thương, và nó thể hiện cái sự may mắn. Và cái điều đặc biệt đó là có nhiều bạn nhỏ luôn hiểu được cái lộc từ cái người đó, cái ngày Tết mà được cái người đó trao cho một cái món quà may mắn nó quan trọng hơn. Nên thành ra Như thấy cái chuyện mà mấy bé coi được lì xì nhưng cũng không sao hết á, tại vì sớm muộn gì cũng phải mở ra thôi. Mà lỡ mà có mở trước mặt cái người lì xì cho mình á, thì cũng phải nghĩ lại, lỡ mở trước mặt cái người lì xì cho mình mà cái người lì xì đó lì xì nhiều thì người ta cũng hãnh diện em, đúng không? Còn lỡ mà lì xì ít chút xíu thì thôi, con lần sau con rút kinh nghiệm con coi sau đi. Cái khoảng cách xê đầu tiên, cái năm đầu tiên mà Khả Như vừa đi làm nghề á, thì cái năm đó thì chắc là chị cũng cảm xúc cũng dâng trào khi mà cầm những khoảng cách xê đầu tiên mình gửi về lì xì cho bố mẹ, đúng không? Cách xe đầu tiên thì nó, nếu như mà tính nó cách xe đầu tiên thì nó không có ngay dịp Tết. Tuy nhiên cái năm đầu tiên mà Như có thể, năm nào cũng vậy, Như sẽ sắm cho cha với mẹ khoảng mỗi người khoảng 6-7 bộ đồ gì đó để cho cha mẹ mặc Tết. Năm nào Như cũng luôn như vậy, và luôn sắm cho cha một đôi dép xịn, cho mẹ một đôi guốc xịn, mẹ không, mẹ thì phải 3-4 đôi gì đó, kiểu y chang cái nết của Như luôn, là thích
thích guốc, rồi cái túi. Còn cha là sẽ là đôi dép, tại cha rất là thích mang dép. Do Như từ khoảng mười mấy năm trở về đây, khi mà Như lớn lên và Như bắt đầu kiếm được tiền là từ sau lớp 12, là cha bắt đầu mang dép. Những đôi dép của cha là toàn là của Như mang mua hết cho cha, và quần áo cha mặc là toàn của Như mua hết, nên Như vẫn luôn giữ cái điều đó rồi sẽ bỏ vào phong bì cho cha. Nhưng mà trước tiên á, trước Tết là những cái ngày mà trước mùng 1 á, là tầm khoảng hai mấy Tết là Như sẽ gửi tiền cho cha mẹ để cha mẹ lo Tết cho gia đình. Mỗi người một số tiền đó, để bắt đầu cha muốn mua gì cha mua, mẹ muốn mua gì mẹ mua, chăm lo gia đình. Rồi sau đó đến mùng 1 sẽ lì xì cái tiền riêng. Có bao giờ cả nhân lì xì vàng chưa? Dắt ba mẹ đi mua. Ủa, năm nào cũng vậy em, năm nào chị cũng mua vàng cho mẹ hết. Năm nào Như cũng sẽ không phải là dắt đi, à có dắt mẹ, tại vì cha không có thích đi vô mấy chỗ bán vàng, bán trang sức. Kiểu như mấy bà mẹ ở quê thích mua vàng. Không, mẹ chị cũng sành điệu lắm, cũng không quê đâu em. Mẹ chị là cũng thuộc cái dạng tại làm việc nhà nước nên thành ra cũng là thuộc dạng sành điệu. Nhưng mà chị thích, mẹ chị sẽ, mẹ cũng Như sẽ tự lựa cho mẹ cái vòng, sợi dây, chiếc nhẫn hay cái gì đó cực kỳ thích. Rồi Như sẽ mua cho cha một cái gì đó thật là lớn để cho cha giữ của. Người lớn ta thích vàng lắm em. Có thể thấy chị và bố mẹ có cái sự gắn kết rất là đặc biệt. Thì đã bao giờ mà có một cái Tết nào đó mà chị đón Tết xa nhà chưa? Thật ra xa thì cũng có 200 cây chứ mấy. Từ thành phố mà về ngã bảy quê của Mèo có 3 tiếng rưỡi chạy xe, 4 tiếng hồi xưa có phà thì 4 tiếng rưỡi. Nên nó cũng không có gì quá xa xôi hết. Mà cha mẹ thì cứ đi lên đi xuống, Như cũng đi lên đi xuống. Nên đối với Như nó không có cái giây phút nào mà để cho Như phải làm cho cha mẹ chạnh lòng khi mà Tết không có con gái mình hết. Nhưng mà cái thời đặc biệt, cái lúc mà chuyển giao năm cũ năm mới, cái đêm giao thừa á, thì đã bao giờ mà Khải Như đón giao thừa xa bố mẹ chưa? Rất là nhiều cái giao thừa mà Như đứng ở ngoài lộ luôn chứ không có ở trong nhà nữa. Tại vì đi làm về kẹt xe, phải đứng giữa đường đón pháo bông một cách mà gọi là bị động. Là cứ ngước nhìn lên trời đợi hết pháo bông rồi mới được đi về. Rất nhiều lần mà trong cái hành trình mà tha phương kiếm sống của Như á, Như phải đứng ở ngoài đường để đón pháo bông. Và những cái giây phút đó là Như rất là muốn gọi điện cho gia đình, rất là muốn gọi điện chúc Tết gia đình, nhưng cha mẹ Như ngủ nha. Tại vì 8-9 giờ là sẽ ngủ rồi và vẫn là giữ cái thói quen là 8-9 giờ ngủ. Thành ra không có gọi điện khuya 12 giờ hay 1 giờ sáng được. Nhưng mà đó là những cái năm mà Như đi diễn giao thừa. Thì mấy năm nay thì hết rồi. Mấy năm nay thì giao thừa thì Như sẽ dành cái điều đặc biệt đó cho gia đình mình. Cái việc đầu tiên mà chị làm phòng mùng 1 đó là gì? Đầu tiên hả? Sáng thức dậy. Trường mở mắt nha. Không, trời, mở mắt đó là điều hiển nhiên em. Sáng thức dậy vào một ngày mùng 1 thường Như sẽ lấy cái bộ đồ mà mình chuẩn bị cho ngày mùng 1 thiệt là đẹp mặc vô. Rồi bắt đầu đánh miếng son để không thôi mặt tái nhợt sáng. Bắt đầu tung tăng từ trên lầu phóng xuống. Cha mẹ ơi, chúc mừng năm mới. Cha mẹ la sùm hết trơn. Thì cha mẹ cũng như là 4 giờ sáng đã dậy rồi. Là ngồi hai vợ chồng có tivi cùng với bầy chó. Ngồi rơm rã lắm. Thì chị la sùm trời đất ở trên chúc mừng. Rồi bắt đầu đưa lì xì. Dạ con chúc cha như thế này thế nọ. Rồi xong chúc mẹ như thế này thế nọ. Rồi xong cái cha mẹ vui vẻ. Xong cha mẹ lì xì lại như xong cả nhà ăn cơm. Tại vì thức dậy là trễ rồi nên ăn cơm trưa luôn. Thịt kho trứng nè, lạp xưởng, củ kiệu, bắc thảo. Chị thích ăn mứt lắm, mứt sen, mứt bí, mứt củ năng. Đó, chị thích mấy cái mứt mà nó truyền thống ngày xưa, mứt đậu trắng, mê. Ngon. Nhưng mà những món ăn đó là tự tay chị làm hay là mẹ chị làm? Chị tự tay làm sao chị ăn được em? Mẹ rất là mê cái món mà thịt kho hộp vịt của mẹ, tại vì đó là cái món mà mẹ làm siêu ngon. Rất ngon. Mà thật ra thì chị tới nhà ai người ta mời món đó chị cũng ăn, tại vì chị ăn món đó. Nhưng mà những ngày Tết đó thì chị có sợ hay không? Sợ chứ. Nhưng mà thôi, 3 ngày Tết mà ăn đi rồi nín ăn thời gian sau. Chị có kiêng kỵ gì trong những cái ngày đầu tiên của năm mới không? À có chứ. Âm 1 thì giống như mọi người là sẽ không có quét nhà để mà quét nhà đi ra cửa, cũng có quét nhưng mà sẽ gom rác ở trong nhà một góc gọn trong nhà rồi qua bữa sau mới đổ rác. Rồi thường á sáng mùng 1 Như sẽ uống một cái ly nước đầy để mà nó giống như là mình
tươi mới trong trong người của mình, một cái ly nước trắng thanh khiết để mà mình đầy năng lượng. Người với người ta hay nói là có nước là có tiền á, mình cứ uống vậy thôi, mình cứ nghĩ vậy đi cho mình thấy mình vui. Thường những cái vùng một vùng hai thì thường người ta sẽ đi gieo quẻ, đi cầu an, đi xin quẻ. Hãy Như có cái hoạt động này không? Như sẽ đi chùa vào có thể là mùng 1 hoặc là sau mấy cái mùng sau đó, nhưng mà Như không có gieo quẻ. Không biết sợ gieo quẻ không, Như không gieo quẻ, nhưng mà Như cầu bình an. Như thường á là Như sẽ cầu bình an, cầu cho mình, không có, Như không bao giờ cầu cho cuộc sống mình bớt khó khăn hết, mà Như sẽ cầu cho mình mạnh mẽ hơn để mà mình vượt qua những cái điều đó. Lúc nào Như cũng mong, Như cũng cầu á, cầu là cho mình luôn mạnh mẽ, luôn sáng, luôn chín chắn để mà có thể vượt qua tất cả những thứ khó khăn, để mà mình có thể vượt qua nó, để mà mình tới những thứ tốt đẹp hơn. Không biết là chị Như thường bắt đầu đi làm vào mùng mấy ạ? Nếu như năm nay thì là mùng 1. Năm nay thì sẽ bắt đầu từ mùng 1, tại vì sân khấu diễn từ mùng 1, Như sẽ đi diễn từ mùng 1. Còn như mấy năm trước thì Như sẽ đi làm lại từ sau Tết, là nó tầm khoảng mùng 6, mùng 7 là mọi người là bắt đầu quay trở lại, là Như lại bắt đầu đi làm thôi. Và có những dự án đợi mình là vừa mới hết Tết là mình sẽ đi làm. Còn nếu mà diễn ở sân khấu thì sẽ diễn từ mùng 1. Vậy thì cái không khí Tết ở sân khấu á chị, có gì đặc? Vui lắm! Ở sân khấu là mỗi lần mà chuẩn bị mà diễn đó ha, là ở nhà mà ví dụ mà nhà mà có cái gì ăn là đem lên sân khấu ăn, tại ăn phụ quá, mua nhiều quá ăn không hết. Trái cây nè, chả nè, người lớn như cô Đàm Loan hay anh Hữu Tiến sẽ sắc chả, sắc trái cây theo để một bàn gì đó. Mạnh nay nó có đồ ăn để một bàn gì đó rồi ăn với nhau, tại vì sẽ diễn ngày 3 suốt lận, diễn từ 2 giờ cho tới 12 giờ đêm mới được về, nó cắm trại ở đó rồi hả, chơi với nhau. Cái cảm giác mà ở lại sân khấu cùng với nhau mà nó suốt một thời gian dài mà ăn uống cùng nhau vui lắm, ở sân khấu vui lắm. Có một cái kỷ niệm nào đáng nhớ về cái Tết ở sân khấu không ạ? Thường ở sân khấu sẽ có những cái kỷ niệm ngày đầu năm gặp nhau sẽ lì xì, những người lớn, những anh chị lớn sẽ lì xì cho những người em. Rồi những người em nào mà cảm thấy đủ tự tin, kiểu thì cũng thấy mạnh dạn cái lại lì xì cho anh chị lớn, kiểu rất là dễ thương. Tại vì ở sân khấu của Như, một cái điều mà Như rất là tự hào đó là các bạn rất là lễ phép. Và cả Như khi mà Như gặp những người lớn như là anh Luật, chị Trang hay là những người lớn hơn đều phải dạ cúi đầu được. Nói chung là rất là lễ phép, nên thành ra khi là Tết của thiếu nhi mà, nên thành ra mình rất là được thương. Rồi khi mà mình chúc Tết xong rồi đến mùng 2 là mùng 2 là sẽ cúng ra mùng của nghề. Quên rồi, nhưng mà tới cái mùng tiếp theo sẽ cúng ra mùng. Cúng ra mùng sẽ cúng gà. Thì con gà, thì cái ngày hôm đó là trời ơi, tưởng tượng đi, mỗi người con gà, mỗi người con gà bắt đầu ha, ngồi lấy một cái thau lớn vậy nè, cái ngồi xé ra một mâm vậy nè, rồi ăn cùng nhau, ăn nóng gà cùng nhau vậy đó, trời ơi. Nói chung là những cái ngày Tết mà đi làm cùng với nghệ sĩ á, vui là vui. Chị Như có một cái định hướng nào về bản thân mình, mình sẽ phát triển như thế nào trong năm 2024 sắp tới không ạ? Như có chứ, Như có luôn luôn, Như có những cái kế hoạch, những cái định hướng thì Như sẽ không có định hướng, kiểu như nếu như mà ở mỗi lĩnh vực họ sẽ có cái định hướng rõ ràng, nhưng ở diễn viên thì không phải vậy. Ở diễn viên thì cơ hội tới thì mình trân trọng, mình làm việc thôi. Nhưng mà với Như á, Như muốn mình luôn luôn là một cái người mà luôn để cho người ta thấy mình không phải là một cái người mà quá thành công để mà nói về những cái điều đã trải qua. Như luôn muốn mình là một cái người mà luôn truyền cho người ta, nó là một cái người đang chinh phục những đỉnh cao. Đó là cái sự cố gắng của mình. Như muốn mình là một cái người luôn đầy năng lượng. Và riêng cái bản thân của Như là Như muốn là bản thân mình sẽ mạnh mẽ hơn nè, sẽ giỏi hơn nữa, nhiều kiến thức hơn nữa, để mà mình có thể chinh phục những cái điều mà mình đang làm một cách nó cao cấp hơn. Chứ không phải là mình chỉ là một cái Khả Như mà mọi người biết trong năm vừa rồi, nó sẽ là một cái Khả Như ở một cái góc nhìn khác nữa. Dạ, chỉ còn ít ngày nữa thì phim điện ảnh chiếu Tết của chị là phim Mai sẽ ra mắt khán giả vào mùng 1 Tết. Thì không biết là cảm xúc của mình khi mà một cái dự án điện ảnh sắp tới của mình ra mắt á, chị có thể chia sẻ không ạ? Như cảm thấy lại một năm Như được ở ngoài rạp chờ quý vị khán giả cùng ra rạp để gặp Như, gặp ekip của phim Mai. Như mong là mọi người sẽ dành cho Mai cái tình cảm
đặc biệt, một tình cảm yêu thương. Bởi vì như biết là ekip Mai đã cố gắng rất nhiều bằng tất cả những trái tim của những người tham gia để mà có thể có những cái thước phim cũng như là những vai diễn thiệt là hay. Như mong là sẽ được cái tình yêu thương của quý vị khán giả, để đó là cái động lực để mỗi năm lại được gặp quý vị khán giả vào cái dịp Tết. Bởi vì dịp Tết mà được gặp những cái người thương mình, cái đó là cái điều, cái lộc lớn nhất của cái người làm nghề như cũng như là ekip phim Mai. Mong là mọi người sẽ ủng hộ phim Mai nha. Trong quá trình mình quay phim Mai á chị, thì cái tương tác mình có những cái kỷ niệm gì đặc biệt khi mà quay phim Mai? Khi mà làm việc với phim Mai, thật sự là vai diễn cũng như không phải là vai diễn nhiều, nhưng mà toàn những phân đoạn nó rất là khó với một Khả Như mà chưa bao giờ xuất hiện trên màn ảnh lớn về cái nhân vật kiểu như vậy. Và có những cái phân đoạn mà nếu như mình chỉ có khả năng, mình chỉ có năng khiếu thì mình sẽ không bao giờ vượt qua được cái điều đó. Có những cái phân đoạn mà Như nghĩ là Như đã vượt qua nó bằng cái sức mạnh của nghị lực á, sức mạnh của bản thân và cái sự mà gọi là quyết tâm á, mình mới có thể vượt qua những cái phân đoạn khó đó. Dạ, thì em rất là tò mò, không biết là cái thông điệp về phim Mai mà khán giả nhận lại được sau khi xem là gì ạ? Như nghĩ là cái thông điệp của phim Mai phải để cho khán giả khi mà ra rạp á, mỗi người sẽ có một cái góc nhìn khác nhau. Thì bởi vì phim Mai cũng là một cái phim nói về những cái nhân vật khác nhau trong cuộc sống, nhưng mà nó rất là gần với khán giả. Nó giống như một cái điều như phim, những bộ phim trước Nhà Bà Nữ chẳng hạn, thì mỗi nhân vật nó lại rút ra một cái bài học cho mọi người. Nhưng mà cái điều quan trọng hết mà Như mong là quý vị khán giả khi mà xem bộ phim Tết về á, đó là cái cảm giác mình thương những cái người thương thân của mình. Mình yêu cái cuộc sống mình đang có và mình chấp nhận tất cả mọi thứ mà mình đang có để mà mình cố gắng hơn, sống hạnh phúc hơn. Nhưng mong là mọi người ai cũng sẽ hạnh phúc hết trơn á. Tại vì nếu như mà mọi người ai cũng sẽ hạnh phúc thì cuộc sống này nó sẽ đỡ mệt đi phần nào. Nếu như mà có cơ hội được gửi lời nhắn đến chính mình vào 10 năm sau thì chị Như sẽ nhắn nhủ điều gì ạ? Nếu như mà có dịp nói chuyện với Như của 10 năm sau, Như mong là Như sẽ vẫn là một... Thôi đừng có vẫn. Hãy là một nàng mèo luôn mạnh mẽ và luôn tràn đầy tình cảm như bây giờ. Như cảm thấy là mình rất là... Như rất yêu những cái thứ mà gọi là... Như thấy cái một cái câu gần đây mà Như rất là thích, đó là mình đã thấy được rất là nhiều cái bóng tối bên trong con người, nhưng mình vẫn chọn ánh sáng để đối xử với bạn. Và Như mong là cái sự sự chân thành của Như nó sẽ 10 năm nữa nó vậy. Nhưng điều quan trọng phải là một Khả Như thành công, một Khả Như mạnh mẽ và một Khả Như mà khi mà các chị em phụ nữ mà có lỡ yếu đuối thì hãy cứ như Khả Như. Đó là cỡ nào mình cũng sẽ gồng, cỡ nào mình cũng sẽ vượt qua được. Và chắc chắn buồn một chút cũng được, vui một chút cũng được, nhưng nhất định phải xinh đẹp và thành công. Mỗi một năm trôi qua thì chúng ta sẽ có những góc nhìn khác nhau về Tết á. Thì không biết là cái góc nhìn của Khả Như ở thời điểm hiện tại nó khác gì so với cái thời điểm Khả Như năm 18 tuổi, năm 20 tuổi? Năm 18 tuổi thì mình không quan tâm về tuổi nữa. Mình đâu có quan tâm về tuổi đó. Tới thời điểm này thì mình bắt đầu quan tâm về tuổi rồi. Tuổi của mình và tuổi của những nhỏ bạn xung quanh mình và tuổi của gia đình mình. Tết tới có nghĩa là tuổi tới. Tuổi tới thì có nghĩa là nó sẽ, khi mà cho đến thời điểm này á, Như lại quan tâm về sức khỏe nhiều hơn. Và năm qua mình đã đi được những đâu, mình đã gặp được những ai và mình đã làm được những gì cho mọi người xung quanh. Tự nhiên cái đến một cái thời điểm mà mình không còn nghĩ là năm nay mình sắm được bao nhiêu thứ nữa, mà là mình đã làm được bao nhiêu thứ. Đây cũng là thời điểm thích hợp để mà mình nói những cái lời cảm ơn và xin lỗi cho một năm đã qua. Thì nếu mà được nói hai cái lời đó thì bộ năm 2023 thì đó sẽ là những gì? Như nghĩ là đầu tiên chắc là lời xin lỗi về bản thân mình. Sẽ có những lúc mà mình rất là mệt để mà mình có không thể làm tốt những thứ mà mình mong muốn. Những lúc mình mệt mình sẽ không có thời gian dành cho những dịp hay là những cái điều mà mình dành cho gia đình. Như lại cảm ơn nhiều hơn chứ. Tại vì Như cảm ơn vì gia đình và người thân Như là luôn luôn ở bên cạnh Như. Như cảm thấy Như rất là may mắn vì điều đó. Dù như thế nào Như vẫn có những người thân và gia đình luôn ở bên cạnh. Như cảm ơn vì mình đã cố gắng rất nhiều. Như cảm ơn vì mình luôn mạnh mẽ để mà có thể vượt qua tất cả những cái khó khăn và những điều không mong muốn. Và cuối cùng Như cảm ơn vì một năm đã trôi qua và Khả Như vẫn ngồi ở đây mạnh mẽ kể cho quý vị nghe là thật ra nếu như mà mình không cố gắng,
nếu như mình lười biếng thì năm nào cũng là năm tuổi. Còn nếu như mà mình cố gắng, mình đầy năng lượng, mình có thể mạnh mẽ bằng mọi giá mình vượt qua thì năm nào cũng sẽ là một cái năm may mắn. Và mong cho năm mới tới rồi là mong cho tất cả mọi người ai cũng sẽ gặp được nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc. Em nghĩ là cái cách mà chúng ta đối diện với một năm, mặc dù cho đó là năm tuổi á, nó không, nó quan trọng nhất là cái thái độ và cái nguồn năng lượng của mình đối diện với nó như thế nào. Thì em thấy chị Thái Như là có một cái nguồn năng lượng rất là tích cực. Thì thường cái người mà trải qua những cái giai đoạn có được cái sự tích cực như hiện tại thì cũng sẽ trải qua những cái giai đoạn đâu đó gặp những khó khăn của quá khứ. Thì sau những khó khăn đó thì chị có cái thay đổi và có cái suy nghĩ gì không? Chị lại không có thay đổi gì quá nhiều về những cái khó khăn, và chị cũng Như cũng chưa bao giờ định dạng cho mình những cái khó khăn trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống của Như. Như không bao giờ gọi tên đó, Như không có gọi tên đó là cái khó khăn nha. Cái đó là mình đang khó khăn, mình đang như thế này. Mỗi lần gặp khó khăn Như cảm thấy đó là điều hiển nhiên thôi. Không ai mà mình cứ may mắn hoài, đâu có ai mà sống cuộc sống trơn tru. Ngay cả một nhân viên văn phòng họ còn gặp khó khăn về cái này cái kia, hay là một cái cô bán xôi ngoài đường cũ cũng có những khó khăn. Ai cũng có những khó khăn, mình không thể nào nói khó khăn của mình là khó khăn nhất, khó khăn của bạn là không bao giờ sánh bằng, hay là nỗi buồn của tôi là nỗi buồn đau khổ nhất trên đời, còn bạn là không có, không hết. Mỗi người có một cảm xúc riêng. Nên Như, đối với Như, mình gặp một cái vấn đề, đối với Như, Như gọi là vấn đề, thì Như sẽ thời gian nó sẽ qua thôi em à. Cái gì cũng vậy, thời gian nó không có đưa ra câu trả lời, nhưng nó là câu trả lời xác đáng cho tất cả những sự thật, tất cả những khó khăn, tất cả những lời giải đáp. Nên thành ra mình cứ hiền lành, mình sống, mình cứ lương thiện, mình sống tử tế cái đã. Rồi tự nhiên mọi chuyện ắt sẽ có an bài thôi. Nên thành ra thôi, đừng có than về khó khăn nữa, càng than nó càng tới. Tại vì mình càng chú ý tới nó thì mình càng thấy thì mình xui. Hồi xưa là cái này câu chuyện quay lại thôi nha. Hồi xưa là mọi người truyền ra nhau là chị Thái Như rất là nóng tính, rất là hung dữ này nọ cái thứ. Bây giờ trò chuyện với chị thì thấy chị sẵn sàng, chị có mở lòng ra để mà kể nhiều những cái câu chuyện đó. Thì em nghĩ là đâu đó là chị cũng có những cái sự rèn luyện của bản thân để mà thay đổi tính cách của mình. Chị nghĩ là thường khi mà mình thiếu hiểu biết thì mình nóng tính thôi. Mình không có hiểu biết đủ nhiều, mình không có đủ cảm được cái điều đó thì mình sẽ cảm thấy mình sẽ phản ứng với tất cả những thứ đến với mình. Nhưng mà khi mình đủ thấu hiểu rồi thì tất cả mọi chuyện nó từ từ rồi nói chuyện nó bình thường lắm em. Thường cái sự nóng tính nó có thể nó đến từ môi trường, nó đến từ tính cách. Nhưng mà đối với Như cái chuyện mà nóng tính, ai cũng nóng hết á, ai cũng là người nóng tính hết trơn á. Quan trọng là còn dữ hay hiền là do mình có dám thể hiện nó ra hay không. Nên không ai nói ai hiền mà cũng không ai nói ai dữ. Quan trọng là bạn cá tính, bạn dám thể hiện nó hay không. Bạn không dám thể hiện cái bạn nói người ta dữ, trong khi quyền lợi của bạn tại sao bạn không cố gắng lên? Tại sao bạn cứ nói là người này có được cái nhà còn bản thân mình không có? Là tại vì đó, nó khác nhau ở cá tính. Nên đối với Như không có hiền có dữ, biết chuyện hay không biết chuyện thôi. 2024 thì ngoài những cái dự án nghệ thuật của chị á, thì chị có nghĩ đến những cái dự án khác, như là kinh doanh hay là đầu tư cái gì đó chẳng hạn? Nếu có kinh doanh, nếu có đầu tư thì chị không kể cho em nghe đâu. Tại vì đó là vấn đề riêng về kinh tế. Nên thành ra nếu như mà có thì Như sẽ, khi mà nó chắc chắn thì Như sẽ chia sẻ để được mọi người biết đến. Còn bây giờ thì chưa, thiệt. Trả lời của tôi là chưa. Còn những cái dự án trong năm mới thì sao chị? Những dự án trong năm mới nó sẽ được tiết lộ từ từ, giống như em làm truyền thông, mọi người làm truyền thông mọi người cũng biết rồi đó. Nó gần tới mình mới được biết, và quý vị khán giả thì chắc chắn luôn luôn thích những điều bất ngờ chứ không muốn chờ cái gì đó. Cuộc sống của mình có quá nhiều thứ để chờ đợi rồi. Nên á, mình không thể nào mà mình ngồi đây mình kể cho người ta nghe để người ta chờ với mình nữa. Khá Như cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian với Như vào những ngày cuối năm bận rộn như thế này, vài phút ngắn ngủi. Mong cho mọi người cùng Như có thể pass, có nghĩa là bỏ qua hết tất cả những muộn phiền của năm vừa rồi. Chúng ta hãy cùng ghi nhớ tất cả những điều đã trải qua để mà có thể có một cái năm mới nó nhiều niềm vui, nhiều động lực và sự mạnh mẽ của bản thân mình để mà có thể đón những cái điều tích cực may mắn nha. Chúc cho mọi người một năm mới nhiều thành công, an khang thịnh vượng.